Và rồi xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình là Tí Tiền Tỷ. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục với series sinh tồn trong phần chơi ARK cùng với mod Elemental. Và hôm nay đó các bạn, thì mình cũng đã có được rồng tứ đại nguyên tố nữa các bạn, với lại tứ đại nguyên tố golem rồi. Cho nên là mình sẽ học công thức, một cái công thức chế tạo rất rất là đặc biệt ở trong này các bạn. Cái đây nè, trong đây nè các bạn. Đó, cái này á, cái vật phẩm đó các bạn, sẽ giúp cho mình có thể đánh được con chùm rất là mạnh luôn. Và mình sẽ có thể có được cái chướng của con Fury á. Cho nên hôm nay mình sẽ vô trong để mình coi coi, mình chế tạo luôn các bạn, để mình đem mấy con rồng nguyên tố của mình đi đánh thử luôn ha. À đây nè các bạn, thầy bấm một phát thôi. À, phiếu Omni Crystal 11 cái, với lại rất là nhiều những cái bột lum ở trong này nữa các bạn. Omni trước thì ha, giải quyết cái vấn đề Omni thì mình có 9 cái nha bạn. Lần trước tính chế tạo cái kiếp bộ mà không có chế, cho nên vẫn còn lại. Và chế được thêm 11 chục nữa là được. Rồi cái đây đó, thử xem coi, nó thiếu những cái loại Omni nào nữa. À, bây giờ thì chỉ thiếu những cái bột lum nữa thôi. À, một nào là Fan, Rising Storm, với lại Vabo. Ôi, thiếu tất cả luôn các bạn, thiếu tất cả cái bột lum luôn ha. Như là Storm nè, mỗi một loại thì mình bút 100 cái hết luôn các bạn. Bên đây thì Galaxy nè, bớt luôn nè. Còn bên đây là Fan nè, bớt luôn một cái. Còn cái nào nữa không á? Cái này là Vabo phải không? Vabo thì có tám mấy cái hả? Bấm một phát cho đủ 100 cái luôn. Đó, tất cả mọi thứ nha. Và chờ đợi một chút nữa thôi các bạn, là sẽ đủ nguyên liệu ở trong này. Đang từ từ chế tạo. Đó, đây bắt đầu từ từ tăng lên. Và mình cần có thêm 1000 meter nữa các bạn. Meter thì phía bên đây nè. Đó, nguyên một cái hệ thống tàn nung của mình để mình nấu. Mình lấy hình như hai cái thôi bạn. Rồi, hai cái là nung hay là đủ rồi ha. Cho nên là đem ở phía bên đây bỏ vào trong này luôn. Và chờ đợi cái bột lum nữa thôi là xong rồi các bạn. Để mình chuẩn bị đi nghinh chiến mới được. Cái con golem của mình nè. Mình đã hình như là mình cộng điểm hết rồi bạn. Đồ đạc của em nó thì mình cũng đã dọn dẹp và cộng điểm hết tất cả mọi thứ rồi. Xem mấy con Reaper này của mình xem có cộng hết chưa. Cũng hết luôn bạn. Mấy con rồng ở phía bên trên thì mình sẽ dịch chuyển lên phía bên trên. Trong lúc chờ đã chế tạo bạn, mình sẽ kiểm tra mấy em rồng của mình thật là kỹ lưỡng mới được. Xem coi tụi nó được cộng điểm hết chưa ha. Mình cộng điểm cho tụi nó hết các bạn, để chuẩn bị cho một cách thật thật là kỹ lưỡng trong tập ngày hôm nay mới được. Đây đây, mấy em rồng trên này thì cũng được cộng điểm và dọn dẹp đồ sạch hết rồi. Ok thì các bạn, sau một hồi chế tạo thì hình như mình chế tạo hơi dơ ha. Cuối cùng thì mình cũng đã phải chế tạo được cái cục này rồi. Cục này tên là đây đây lay nha. Và cái này chế tạo cũng khá là nhanh. Và đem nó phía bên ngoài để mình thử các bạn. Đó, cái này nó như là một cái chiếc cột để summon ra con boss gì đó. Cho nên là mình phải đem vô chỗ xa xa nhà của mình mới được. Để ở đây là coi như là tiêu luôn á. Cho nên mình sẽ kéo con rồng của mình xuống đi ha. Một trong những con rồng của mình xuống để mình nè đi ra phía bên ngoài bờ biển. Chỗ đó là chỗ rất là rộng luôn á, thích hợp để mình có thể đánh. Và nhanh cái tay để mình kéo mấy con rồng của mình các bạn. Tứ đại nguyên tố ở phía bên này luôn ha. Tiếp theo là con rồng lửa nè. Rồi phía bên đây là con rồng đóng băng nè. Rồi tiếp theo là con rồng Rosia đúng không. Con này là con thịt tôm. Rồi tiếp tục đến với lại golem tứ đại nguyên tố đâu bằng thịt tôm nè. Rồi golem tiếp theo là con golem gì ha, fan hả, thịt fan. Rồi tiếp theo là con Vabo nè. Rồi Galaxia luôn. Ok, và đã có được sắp xếp vậy mà ngay các bạn nhìn đẹp à. Đó, phía bên đây đối diện ha, đối diện với lại mấy con golem là mấy con rồng. Và không thể nào mà thiếu sự góp mặt của mấy con Reaper của mình đó bạn. Siêu chiến bên Reaper của mình The Tom nè, với lại cái con Reaper Garcia luôn. Đó, đây rồi, bây giờ thì đặt cái này ra phía bên ngoài luôn các bạn, chính giữa luôn ha. Ồ, cooldown 6 phút các bạn, 0 trên 0, 1, 0 trên 1 rồi kìa. Hình như là phải lên phía bên trên này, cửi một con golem đại đi. Đây đây, hình như là nó sẽ summon ra. Á, có mấy con gì tấn công nè, tấn công. Mình thấy có mấy con bờ te các bạn. Để cho Gamma lên một chút cho sáng sớm nha. Nó bắt đầu chịu hồi ra mấy con gì phía bên ngoài nữa nè. Tấn công mấy đứa. Giống giống như kiểu lần trước con boss nhện á. Con boss nhện thì nó summon ra mấy con nhện. Còn mấy cái con này thì nó sẽ tạo ra những con quái vật ở phía bên ngoài tấn công vô cây trụ nè. Để phá hủy cây trụ này đi, mình cần phải bảo vệ cây trụ này. Có được, ok. Và Reaper của mình sao nó không chịu tấn công nè. Để cho chế độ tự động bảo vệ hết. Và phía bên kia thì có con Kano hả. Bắt đầu xuất hiện mấy con Kano rồi. Kano thì 400 mấy chục ngàn máu. 400 mấy chục ngàn máu. Nó không phải là một con hunter bình thường nữa các bạn, mà là từ cây trụ. Cho nên nó rất là cứng luôn á. Mình phải cho nó ăn cục đá mới được. Đây thầy dướng dưới mấy con đại của mình. Ôi mấy con rồng của mình sao nó cứ bay ra phía bên ngoài thôi các bạn. Ôi sao mình bị ngăn xuống rồi nè.
và nó tấn công vào cái chỗ của mình, cho nên là đập mấy con rồng của mình thì nó lù đù lắm các bạn. Mình sẽ cho nó follow mình đi anh, để mình ra lệnh cho nó chiến đấu dễ dàng hơn. Follow, follow me, follow me. Còn mấy con rồng ở phía bên ngoài kia thì nó đứng ở ngoài kìa, mình sẽ cho nó vô trong này luôn ha. Rồi nó đi ra phía bên ngoài nó sợ quá hay sao á, nó chạy ở phía bên ngoài luôn rồi và dẫn nó vô trong này để bảo vệ cái trụ này mới được đó. Có con cano kìa, đó nó tấn công cái trụ kìa. Mình phải bảo vệ cái trụ này chứ không nó bể cái trụ rồi cho như mình mất hết tất cả nguyên liệu luôn á. Và ngoài có con T-Rex nữa, con T-Rex kia là con T-Rex ủi 800 mấy chục ngàn máu đó bạn, tấn công con T-Rex luôn. Ôi nó nhào nhóm đập kìa, đập một phát 1000 mấy máu chứ bộ, đâu phải vậy vừa đâu. Phía bên ngoài kia có một con T-Rex nữa tấn công ở ngoài biển luôn. Rồi nó summon đâu ở thuốc ở ngoài biển á, nó chạy vô á. Mà mấy con T-Rex chắc phải cho ăn cục đá sẽ hợp lý hơn á, cho nên là đập cho một phát 20 mấy ngàn máu một phát. Và phía bên trên kia bị tấn công chứ kìa, vô trong mấy đứa. Mấy con rồng này nó cản đường mình quá, là mình vướng quá đi không được luôn á. Và trong khi con rồng của mình đang bị tấn công nữa nè, bị bé đánh lẻ rất là nhiều luôn á. Ủa có cả rồng, ồ nó còn từ bon đã con rồng bự chà bá nữa kìa các bạn. Ờ nhưng mà con rồng yếu ha, do bị dính trưởng quá chết luôn rồi. Ở đây thì nhiều hiệu ứng nhiều quá không thấy gì hết luôn á, mình đánh túi bụi hết. Và để mấy con đạn của mình tấn công tùm lum mình la hết đi. Đúng rồi, dây le các kiểu. Bây giờ xuất hiện tới con T-Rex ha, T-Rex 800 mấy ngàn máu. Mình cứ đập đại ở cái trụ đi ha, con nào nhà vô đây thì chết thôi. Đó mình kéo nó vô trong này sát sát trong này hết. Ờ có mấy con rồng xuất hiện đó các bạn, con rồng hình như cũng có nguyên tố giống giống con rồng của mình hay sao á. À con nó con Wyvern á, à 100 mấy chục ngàn máu thôi các bạn. Và T-Rex ở sau lưng nha lo nhìn ở phía bên kia đâu con T-Rex ở sau lưng á, đập luôn. Mà có cả Ripper phía ngoài tấn công vô nữa à. Bên đây Ripper thì để con Golem chế các bạn. Mà chửi con này dướng quá. Kìa kìa sau lưng, kìa sau lưng cho mấy đứa. Ôi đừng để nó tấn công vô kìa trụ chứ. Mình chắc phải chuyển sang mình cưỡi con rồng á. Chứ cưỡi con Golem này nó vướng víu đi không được. Để vàng đó. Còn nó chỗ này nó an toàn cái mình leo xuống, chứ bây giờ leo xuống cái chắc đi luôn á. Đó con rồng đó nè, đấm móc luôn. Con rồng này con rồng Alpha luôn hay sao các bạn? Hunter Alpha luôn ha, 800 mấy chục ngàn hay 700 mấy chục ngàn máu gì đó. Không kịp nhìn chỉ số máu luôn á. Ra lệnh cho tấn công con rồng này. Ủa mấy con kia sao đi xuống biển hết rồi? Chắc có con nào chạy xuống biển á. Ở đây thì đập cho một cái Ripper ở trên này nè mấy đứa, lên trên này. Cả rồng và cả Ripper nữa. Mình canh mấy con rồng Stitem của mình các bạn, mình cưỡi con rồng Stitem. Con rồng Stitem là đam chính á, nếu mà mình cưỡi nó được mình sử dụng cái chiêu phun thì mạnh lắm. Mà mình yên rồi chưa. Ở phía đây này rồng nè. Con rồng tím. Thử con rồng tím một cái. Golem của mình thì nó lại đi xuống phía bên dưới nữa rồi. Kéo nó lên phía bên trên này để cho nó chiến đấu ha. Đây xong chưa? À, mọi thứ bắt đầu trở nên bình yên trở lại các bạn, chỉ còn con rồng này nữa thôi à. Tấn công nó đứa. Còn con này thôi, à con này có 71.000 máu à. Mà nó bay dữ quá đánh không được. Ôi nó phun điện kìa. Nó yếu máu các bạn nhưng mà nó đánh đau lắm. Golem của mình đánh không trúng. Ok được rồi. Cuối cùng thì mấy em rồng của mình cũng đã đánh trúng đó. Và cho nó follow mình hết các bạn, để lên trên bờ mấy đứa. Ra lệnh cho lên trên bờ hết ha. Đây, mình sẽ chuyển sang cưỡi con rồng thịt lắm các bạn. Đây, con rồng này đi ha. Vậy là phải chờ đợi rồi. Vậy là mình có một khoảng thời gian để mình được nghỉ ngơi nè. Để xem coi còn bao nhiêu phút nữa. Cưỡi con rồng này khó nhìn quá. Xem coi dưới này còn bao nhiêu phút nữa. À, còn vài chục giây nữa hả các bạn. Vài chục giây nữa thôi, chắc là spawn thêm anh nên thấy 22/24 thì chắc còn hai con nữa đó. À ở phía bên ngoài này nè, đây chờ con này luôn một phát. Con này của mình thì cộng thêm một chút máu, còn có nửa cây à. Uống bình máu vô một cái, để máu trên này đi ha. À đây đó bạn, con này thì mình sẽ solo với nó luôn. 700 mấy chục ngàn máu hả, phun một phát. Ủa phun không được. Ồ sao mình không sử dụng chi phun độc được á. Một con phía bên ngoài nữa nè, mình sẽ dẫn vô trong này đây để cho nó chiến đấu. Ở đây tấn công mấy đứa. Đúng rồi, cho đánh phụ ha. Mình thì rảnh tay. À khi mà đánh trúng mình thì mình không có phun được các bạn. Mình đứng ở ngoài thì mình phun vô được ha. Cho nên phải cần có một con gì đó để tăng cơ cho mình, để mình có thể phun được. Đó, chết một con. À biết phía đằng sau còn một con nữa. Tấn công, ui con boss xuất hiện đó bạn. Ô 419 hả. Oh my god, 60 triệu máu các bạn. Ok phun, kéo máu xuống. Trời ơi máu của nó khủng khiếp, không biết đánh lại không nữa đây nè. Tấn công, dòng dập. Ôi máu của nó kéo xuống nhanh lắm các bạn. Được. Ôi 71.000 đam kìa. Đó, con rồng tôm của mình phun được thì ngon lắm. Chỉ cần có tăng cơ tăng cho nó thôi là đánh được.
Ủa 400 mấy level này, nếu mà mình đánh hạ được nó sẽ cho mình cái trứng level 400 mấy luôn thì ngon lắm á. Để mình kéo máu xuống. Chúng con gì đó mà 150.000 đam kìa. Quá dữ dội luôn bạn. À con boss này là hệ new troll á. Và ống máu nó kéo xuống rất là nhìn rất là tội luôn kìa. Và ôi da. Ôi một con rồng quen của mình đã ra đi rồi các bạn. Nhưng mà cuối cùng con boss cũng đã chết ha. Ồ khi mà nó chết nó nổ 70.000 đam một hit các bạn. Ôi làm cho một con rồng của mình đã ra đi con fan. Nhưng mà mình đã có trứng ha. Wow, nhìn cái trứng nó đẹp lắm các bạn. Ây da, trứng này là trứng. À để ở đây thì nó sẽ bị nó bị hơi nóng các bạn cho nên ấp không được ha. Nhìn nó đẹp lắm. Con này là con em Fury nha. Trứng Fury đây có 419 luôn nè. Trời ơi ngon ngon ngon. Và phía đây thì có mấy cái túi đồ ha. Túi đồ của con rồng fan của mình đã ra đi nè các bạn. Rớt lại một đống đồ linh tinh nè. Lụm xác của em nó đem về thôi. Và phía bên ngoài thì có nhiều túi đồ lắm. Túi đồ của mấy con linh tinh nè. Mình lụm luôn nha. Bây giờ thì đang lúc buổi tối nữa. Vậy là chỉ có một chiến binh của mình hy sinh thôi các bạn. Đi kiểm tra quân số là thử nha. Xem các mấy con rồng của mình nè. Đây sắp xếp là mấy con rồng cái. Ôi con rồng phía bên kia có một con bỏ chạy ở phía bên kìa. Trời ơi nó không chịu tham gia chiến đấu. Đây là con rồng. Vậy là đúng rồi các bạn. Hai con rồng đây nè. Đúng rồi hai con rồng đây. Là con rồng phía bên ngoài kia là con nữa. Con phía bên kia là con con rồng băng đó. Rồng đóng băng các bạn. Nó bị đi lạc. Kéo nó vào phía bên đây luôn. Đây nè nó này nè. Rồi nó bị đi lạc. Và trong này thì Ripper mình vẫn còn hai con. Golem thì vẫn còn bốn con. Vậy là đầy đủ hết các bạn. Để đây đi ha. Bây giờ thì mình phải đem cái trứng này về nhà được. Mình sẽ đứng đây để mình dịch chuyển. Mấy con rồng của mình thì cứ để đó đi. Không ai dám tấn công hết đâu. Vậy là sắp tới mình phải lai tạo lại thêm một con rồng fan nữa rồi các bạn. Nguyên tố hay fan thì lai tạo bây giờ cũng dễ. Chỉ cần hút DNA thôi à. Nguyên liệu thì mình cũng có hết rồi ha. Và cái trứng này để mình quăng ở trong nhà thử nha. Này, dục ở trong nhà thì nó ghi là nóng ha. Vậy là chắc là cần phải rất là nhiệt độ rất là lạnh luôn mới ấp được. Cho nên sẽ bỏ vào máy ấp trứng luôn. Nên coi nhiệt độ nó cần chỉnh cho nó tự động chỉnh nhiệt độ cho mình luôn. Ôi âm 85 độ C các bạn. Mới có thể ấp được cái trứng này ha. Hàng gì để phía bên trên nó ghi là nóng 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 là phải rồi. Độ âm 85 độ C khủng khiếp cho con Fury này ha. Đó bây giờ phải chờ đợi. Ồ 4 phút mấy ha. Trong lúc chờ đợi các bạn, mình sẽ quay trở lại chỗ cũ ha. Quay trở lại chỗ cũ trong lúc buổi tối để mình tìm thêm một mớ xem có đồ linh tinh của mấy con rồng rớt ở phía bên đó không. Bây giờ mình sẽ đi lang thang ở phía bên ngoài nè. Có rất là nhiều túi đồ của mấy con này nó rớt thằng. Toàn là mấy cái plasma đồ ha. Mấy cái reo, mấy cái plasma đồ ha. Nhưng mà có nhiều nãy mình thấy nó đánh dưới biển dữ dội lắm. Dưới biển sẽ cũng hơi khó tìm. Bây giờ đang lúc buổi tối nên nhìn nó mờ mờ khó tìm. À có cái túi nè. Có cái trứng hả? Trứng này trứng của con rùa à, không phải. Trứng này có cái trứng đó nè. Cũng là của con rùa luôn ha. Rùa nó đẻ trứng ngoài này rất là nhiều luôn. Đây nè, có thêm một cái nè các bạn. Đây thì con đô đô à. Có cả xác của con đô đô nữa. Và kiểm tra xem mấy con rồng này của mình nó có gì không nha. Kiểm tra trong này thì có móng vuốt nè. Có mấy cây đao nữa bạn. Ấy mấy cây đao xịn. Móng vuốt rồng nè, cầm luôn. Và có đầu lâu nữa, có mấy cái bình XP nữa nè. Lấy luôn. Rồi con rồng này coi như là đã được mình chọn đầu spam rồi nha. Đang follow con kia ha. Và xem con Ripper này của mình thì có bình kinh nghiệm nè, lấy ra luôn. Phía bên đây thì có được móng vuốt các bạn. Và rất là nhiều mấy con đồ linh tinh và có cây đao đó. Cây kiếm lightning các bạn, 500 mấy chục % đam luôn. Và thêm mấy cái này nữa, lấy ra phía bên ngoài. Lapma đồ em nó cũng có nữa ha. Và golem này thì cũng có đồ trong này nè. Mình sẽ cho cái ma xuống một chút đi. Đó, cho đỡ chói. Tắt đi cái ống giảm luôn. Họ trong này đao kiếm các kiểu bạn. Móng vuốt rồng đồ. Bình kinh nghiệm đồ. Và đồ linh tinh quá trời luôn. Lấy đem cất cho luôn. Trong lúc mà chờ đợi cái con kia ha. Bên đây không có đồ, chỉ có mấy cái bột nguyên tố thôi. Bên đây cũng bột nguyên tố. Còn một con rồng lửa nữa các bạn. Con rồng lửa này buổi tối thì nhìn cực đẹp luôn. Và trong này thì cũng có mấy cái đao ha. Tính ra nhiều mấy cái đao ghế bạn. Và bột nguyên tố này cộng thêm. Con này thì 30% máu các bạn. Mất đi 30% máu ha. Còn mấy con này thì rồi nửa cây hết các bạn. Hên là mấy con này vẫn còn máu ha. Tính ra nửa cây hết nè. Ủi con giúp bơi của mình xém chết luôn các bạn. Ôi ơi. Để phải mình lấy máu cho nó uống vô mới được. Rồi hên là con Ripper không đi ha. Đánh lâu một chút nữa thôi. Trận chiến dài thêm một chút nữa thôi. Là có thể là con Ripper của mình nó hy sinh rồi nè. Chỉ còn có 30-20% máu thôi. Con này, ôi con này lên cấp nhiều vậy. 200 mấy chục điểm các bạn. Trời ơi dữ dội ha. Mình sẽ từ từ cộng điểm cho em nó sao. Chắc là em nó lắp hết con boss hay sao đó các bạn. Cho nên nhận được nhiều điểm kinh nghiệm lắm. Còn mấy con này thì sẽ uống máu vô luôn. Phía bên đây thì mấy con này thì mất đi 30% máu thôi. Nói chung mà golem có khả năng chống cự rất là tốt các bạn. Chỉ có mấy con Ripper thì nó hơi bị
Thọt thọt chốt thôi ăn, máu của nó thì ít á, cho nên là nó xém chút nữa nó ra đi rồi. Còn bây giờ thì mình sẽ quay trở về để stun coi, chờ đợi cái trứng các bạn cho nó nở luôn đi ha, để mình ngắm nhìn em Guri đầu tiên của mình mới được. Mà chỉ còn vài chục giây nữa thôi các bạn, trong lúc đó thì mình sẽ ra phía bên ngoài để mình trong lúc chờ đợi thì đem mấy con tứ đại nguyên tố golem của mình về mới được. Đây, golem trong này ha, trời cũng bắt đầu dần dần sáng luôn các bạn. Và thôi mình mới vừa sắp xếp lại mấy con đại của mình các bạn, đó chỉ còn lại ba con nguyên tố ở phía bên trên thôi ha. Tứ đại golem thì vẫn còn, và vô trong bây giờ thì nãy giờ lâu lắm rồi các bạn, chắc là em nó cũng đã xong rồi. À, đã xong rồi đó bạn, bây giờ xem coi có sinh đôi hay không á. Ô, Fury này thì giống như con Light Fury vậy đó bạn. Ồ, nhìn đó nè, chứ không phải là giống con Night Fury nha, con này con Light Fury rồi. Ok, đem vào phía bên ngoài. À, mình sẽ cho nó, phải, cho nó ăn thịt với các bạn, quên. Con này thì thịt trên người mình hết rồi. Nãy giờ lo sắp xếp đồ mấy con đại, mình dục hết thịt đó bạn, cho mấy con đại của mình nó ăn rồi. Bây giờ thì phải lấy thịt lại, cho em nó ăn mấy trăm miếng thịt thì vô luôn. Xem coi, à, mới bỏ vô nó ăn liền luôn nè các bạn. Em nó đang rất là đói luôn á. Vậy lấy con này coi. Ồ, con này cũng level giống y như con boss nữa các bạn, 419 luôn á. Chỉ số của nó chắc là ngon lắm á. Bây giờ thì mình có cái chắc cơ trong này nè các bạn. Đó, mình sẽ cho nó ra phía bên ngoài luôn á. Kéo nó ra phía bên ngoài cho nó dễ. Đem nó ra phía bên ngoài. Rồi chờ đợi cho nó lớn lên thôi các bạn, là mình có thể đi thử sức mạnh rồi. Cho nó ra ngoài này luôn đi ha. Ồ, mấy con Reaper của mình chưa kéo về nữa chứ. Và Fury trong này một phát á. Đó. Đâu rồi? Ủa, à, đây. Trời ơi, em nó đây nè các bạn. Nhỏ quá, nhìn trên cái sàn này không thấy em nó luôn á. Và nằm xuống một cái á. Đó, nằm xuống bò vô trong này nhìn. Nhìn nó da nó sần sùi lên nè. Con này lớn lên, chắc bự lên, chắc đẹp lắm nè các bạn. Bây giờ hiện tại là em nó chỉ có mới có 1,5% thôi các bạn, chờ đợi rất là lâu luôn á. Và con này không biết là nó có ăn cái kiếp bò để tăng 100% hoàn hảo không nữa. Mình sẽ thử luôn thầy. Kiếp bò trong này cần phải có cái Omni kiếp bò. Omni crystal trước, cần có hai cục trước nè, rồi chế tạo cái này một cái thôi đó, rồi nâng cấp nó lên thành cái kiếp bò chuyện luôn. Ok, và đồ trong người nè, nãy giờ chưa dọn dẹp đó bạn, lo dọn dẹp mấy con đệ tử chưa có dọn dẹp trên người của mình á, quá nhiều thứ phải làm sao khi đánh về được một đống đầu luôn á. Được thêm cái kiếm này nè. Ồ, kiếm là cái kiếm lightning nè, 500+% đam luôn á. Đây thì cho em nó uống cái kiếp bò vô thử một cái. Đó, cũng tăng lên 100% nữa bạn. Vậy là bây giờ chỉ cần chờ đợi cho nó lớn lên nữa thôi ha. 2,4% rồi nè. Tốc độ lớn rất là lâu luôn á. Và đem mấy con creeper của mình về phía bên đây luôn mới được. Dạ rồi. Tôm creeper của mình nãy xém nó chết luôn rồi. Hên. Rồi cho nó xây mặt cho nó ngay ngắn cho nó đẹp á. Bây giờ thì cũng sáng sủa là đẹp rồi nè. Rồi, ok đó các bạn. Và em nó thì xem coi bao nhiêu phần trăm rồi ha. 3,3% thôi các bạn. Rất là lâu luôn hơn. Trong lúc chờ đợi cho nó lớn bây giờ thì chắc là mình sẽ kéo con rồng storm của mình các bạn. Con rồng storm của mình là con này nè. Đó. Trong lúc mà chờ đợi thì mình sẽ làm một chuyến, mình đi qua phía bên cái đảo phía bên đây nè các bạn. Cái đảo mà đảo cua á, đảo mấy con cua khổng lồ á, để mình coi có xuất hiện mấy con cua alpha không. Mình săn thêm nữa các bạn. Đảo cua alpha phía bên đây thì hôm nay ôi toàn là mấy con cua bình thường các bạn. Nó đang chiến đấu lẫn nhau nữa nè. Mình xuống mình lia nó hết, hạt cho nó một phát, đập cánh. À, để ý cái con này các bạn, hạt lửa không được khi mà đang bị tấn công, phải đứng xa ra đó, không bị tấn công là em nó hạt lửa ngon lành lắm luôn á. Và trong này thì có mấy con T-Rex, mấy con cano rồi thôi. Phía bên kia thì có một con cua nữa nè, cua này là cua của vanilla bình thường không phải alpha, cho nên là phun em nó một phát luôn đó. Đứng ở ngoài phun vô là ngon lắm. À, đây có con alpha đó các bạn, qua phía bên này để mình phụt cho nó một phát nha, thành cua nướng luôn. Đó, ok. Có được thêm một cái càng alpha của nó nữa. Bỏ vô cho mày. Ui, phía bên đây thì hai con cua alpha luôn các bạn. Ồ, đây, bung vô một phát. À, đây bị tấn công nè. Đó, lui ra một chút. Ủa, con cua alpha này sao cứng như anh. Con cua alpha này phun được có 2000 đam một phát thôi các bạn. Và đập cánh để đẩy lùi nó ra phía bên ngoài nè. Và phía bên đây phun con này trước đi. Cái này cũng 2000 mấy đam thôi các bạn. Và ngoạm nó một cái thì được có 4000 đam thôi. Mấy con cua này nó có vỏ cứng quá, đánh nó không chi nhơi. Và lui ra một cái phun. Đó, chỉ cần phun được thôi á. Hồi nãy con boss đó bạn, nó có mấy con golem tăng cơ cho mình á. Mình đứng ngoài mình phun vô đã, kéo máu nguyên một dây xuống từ từ á. Ok, cuối cùng em nó cũng đã ra đi.
và lên kiếm anh trên để kiểm tra xem coi mình có được ba cái càng cua các bạn, từ ba con cua anh pha. Phía bên đây thì có con cano anh pha nữa kìa, sẵn qua đó để mình chơi một con cano anh pha này luôn. Bom, con cano anh pha luôn một phát. Cano anh pha này là một lần 190 bộ, chúng ta phải nhận dừa đó. Phun lửa, phun lửa như con anh pha bạn, 29.000 đam một hit ha. Phun như con cua có 2.000 mấy đam ha. Ôi con cua nó chống cự dữ dội lắm. Và bay lên trên cao cao hử xanh coi, nghiêng nghiêng xung quanh xem có còn con cua nào nữa không nha. Không còn con cua thì mình sẽ về để mình chăm sóc cho em Fury Baby của mình ở nhà mới được. Này phía đây không có rồi. Đó, mình phải qua những cái đảo tiếp theo nữa các bạn để xem có không để mình farm thêm nữa. Nhìn em nó rất là cưng luôn các bạn. Mình đang nằm ở đây để chờ đợi cho nó lớn lên từ từ nè. Ủa, con này giống giống như con Livery đó anh. Da của nó sần sùi giống như bông tuyết vậy đó. Và nó đang dần dần lớn lên các bạn. Mình sẽ nằm ở đây để AFK một chút ha. Chờ đợi cho nó lớn lên luôn các bạn. Để thử sức mạnh các bạn cùng xem luôn nha. Và rồi mình đã quay trở lại rồi các bạn. Bây giờ thì em nó nè, rất là bự luôn á. Ôi ôi còn nhảy lên một cái đó nè. Và em nó thì được 99,5% rồi. Sắp sửa là mình có thể cưỡi được em nó rồi đó. Nãy giờ thì mình nằm chung với nó rồi. Nằm lúc đầu á là mình nằm xuống vậy nè. Đó là mình cao hơn nó các bạn. Còn bây giờ mình đứng lên á thì nó vẫn cao hơn mình. Nó rất là bự luôn á. Nhưng mà không bự bằng mấy con rồng tứ đại liên tới của mình đâu. Ủa, rồi lên cưỡi thử các bạn. Con này cưỡi không cần yên cưỡi đâu bạn. Và bay nè. Con này bay nhìn cơ động lắm luôn á. Gọn lắm các bạn. Ui nó có khả năng lượn lên lượn xuống. Oh my god, cái gì vậy? Nó có thể lượn lên cắm đầu xuống giống như kiểu con Griffin đó các bạn. Bùm một phát nè. Nhưng mà có mấy trăm đam các bạn. Và cắn thường thì 6.000 đam một phát. Xem qua có kỹ năng gì đặc biệt. Đánh thì xoay đuôi. Xoay đuôi nè. Rồi chiêu chuột phải của nó là gì? Phun lửa hả? Phun lửa nè. Ôi 12.000 đam các bạn, kéo đi một giây luôn á. Và thử lại nha. Đó, đam mặc định của nó các bạn. Bây giờ thì xoáng nha. Bay lên phía bên trên để mình cắm đầu xuống dưới thử nha. Canh ngay con Baronto các bạn. Mình cắm đầu ngay con Baronto thử một phát nha. Bấm một phát thì nó tạo ra cái hiệu ứng gì đó như một quả cầu năng lượng á, sức ép năng lượng hay gì đó. Nó làm một cái bùm ra một cái. Nhưng mà đam cái này không cao lắm đâu. Được 1.000 đam một phát thôi. Và phun lửa nè. Đó, phun lửa thì nó kéo nguyên một giây luôn, nó phun rất là nhanh luôn. Và bay phun lửa được không? Phun lửa được. Phun được các bạn. Phun được mà sao không thấy mặt máu ha. Phun bơ, đó kìa kìa. Vừa bay vừa phun. Phun hình như nó ra hiệu ứng khác nữa các bạn. Hình như là vừa bay vừa phun nó ra nè. Nó bắn cái tia nhìn nhanh hơn hẳn nha. Và có cả thêm hiệu ứng gì tầm lum tầm la hết các bạn. Khi mà bắn vô mấy con Baronto. Mình sẽ đi qua phía bên đây nha. Đó, phía bên đây hôm nay xuất hiện nhiều quái lắm. Và bơm thế. Dính quá trời hiệu ứng các bạn, Storm, rồi hiệu ứng đóng băng, rồi hiệu ứng bị mù, đồ các kiểu nè. Làm cho mục tiêu rồi. Con Baronto nó đi không nổi luôn các bạn. Phun thêm một cái đó thì em nó ra đây luôn. Vậy là cái chiêu phun khi mà bay các bạn nó khác so với lại cái chiêu phun ở dưới đất. Chiêu phun dưới đất nè, để mình xuống đất thì phun. Nó phun chậm hơn các bạn. Nhưng mà chiêu phun dưới đất thì đam cao hơn á. Còn phun ở trên đó thì nó phun nhanh lắm. Phun nè. Cái á. Nó kéo nguyên một giây lên luôn á. Và bắn thì rất là xa luôn á. Để mình đứng phía bên đây mình bắn nó tới bển được. Trúng không? Không trúng các bạn. Phải canh chân ngay ha. Nếu mà bắn ngay thì chắc là trúng luôn á. Phải tìm con gì đó bự bắn thì hợp lý hơn. Và chiêu này thì nó có cái chiêu này giống như kiểu của con cú đó bạn. Nhìn được cái thân nhiệt nè. Nhìn được nhiệt độ nè. Cái này thích hợp để đi vào lúc buổi tối đây ha. Có nhìn được thân nhiệt của mấy con. Như con T-Rex ở dưới này nè. Bắn một quá. Đó, trong gần ống giờ mình vẫn có thể nhìn thấy được ở phía bên dưới luôn á chứ. Và trong kia mấy con Raptor kìa. Ôi ôi, bắn con này đã lắm các bạn, sử dụng chiêu chuột phải của nó. Là tắt đi cái này cái. Rồi chiêu ít của nó thì là chiêu ít không có bạn. Còn chiêu C thì chiêu C này là tàn hình luôn hả? Hết nhìn thấy luôn các bạn. Ở đây thì bay lên cao cao ha. Để mình lượn xuống bạn. Đó, chỉ còn thấy hiệu ứng của cái cánh của nó thôi à. Và tàn hình nó thì hình như là không có bị tốn stamina hay thời gian luôn á. Có thể tàn hình liên tục luôn á. Vậy thì lủi xuống một phát ra. Đó, xem nó tấn công mình không. Nó vẫn tấn công mình các bạn. Mình mà đánh trúng nó thì nó vẫn tấn công được á. Cái chiêu tàn hình này chắc để dành đi lén lút vô những cái chỗ mà có những con nguy hiểm á thì sẽ hợp lý hơn. Còn đánh thì nó cũng sẽ phát hiện ra mình thôi. Và con này thì nó có slot để lắp cái nón vô này các bạn. Lắp vô thử cái nón này, mình có nón trong này nhiều lắm. Lắp vô cái nón thì em nó không có thay đổi hình dáng các bạn, không có đổi nón á. Đổi được cái nón thì hơi bị ảo á, cho nên chỉ có thể cho nó thêm được phần giáp vô thôi.
Và có cả slot để lắp yên cửa vô nè. Để mình coi coi con Fury trong này coi có. Ủa cái kiếm. Cái kiếm là cái kiếm Fury các bạn. Kiếm này là giống như chúa tể của những cây kiếm ha. Kết hợp lại 7 cây kiếm là các bạn, 7 cây kiếm, 7 nguyên tố lại nè. Rồi nhìn giống như cây kiếm trong ngày test vậy đó. Và Fury thì không có rồi. Và lên 40 level nữa nè. Để mình thử đam lại. Bây giờ thì cắn thường một phát có bao nhiêu ha. 6.000 đam một phát. Để mình lên phía bên trên đánh như con Vanilla ha. Còn bây giờ thì cộng cho nó lên tốc độ thì lên được luôn nữa bạn. Lên nhiều vừa ha. Còn là lên sức mạnh trước đây là tính. Bây giờ thì tìm của con của Vanilla để mình đánh thử. Đó 19.000 ra các bạn. Mới cộng được cho nó. Con này thì leo xuống thì bị té đó. Leo xuống mình không có đứng ở trên cái lưng của nó được ha. Không giống như con cá đuối. Con cá đuối thì mình phải đứng ở trên lưng được. Bây giờ cắn thường một phát thì 19.000 đam. Còn phun lửa thì 38.000 đam các bạn. Chiêu phun lửa khi mà đứng ở phía bên dưới anh. Con này tính ra khi mà bay ở phía bên trên á là nó phun một cái chiêu khác. Còn phía bên dưới thì lại là một chiêu khác nữa. Phun như con bà te này thì 55.000 đam các bạn. Đúng là đầu tư cho con này là một ý định rất là đúng đắn luôn á. Ôi ôi con kia cắn thường nè, ba mấy ngàn đam. Mày đánh như con kia thì cắt liên số hay sao ăn. Đánh ba mấy ngàn đam, còn đánh như con thủy khí thì sẽ thấy sao. Đó, ba mấy ngàn đam các bạn. Vậy là con này khắc chế với con thủy khí rồi. Và nó bay nè. Đó, thêm một chút tốc độ thôi. Khi mà đổi nón các bạn, mình nhìn thấy cái nón đâu đó dưới chân kìa. Rồi, ảo ma vậy. Tháo cái nón ra, mất rồi nè các bạn. Nếu mà mình cho nó đổi cái nón của mình lên thì xem coi nó có hiện cái skin ở phía bên dưới không nha. Có cái nón ở phía bên dưới kìa các bạn. Nhìn xấu ha, nhưng được cái là có thêm phần giáp chưa thôi à. Mình sẽ đổi lại cái nón của mình đi. Và lướt đi thì đó giống giống kiểu Griffin bạn, lướt đi nhanh lắm, lướt nó không kịp lắc luôn mà. Đó ra. Ô chạy à, bay lên phía bên trên liền. Đó. Lượn lên lượn xuống bay lượn cùng với em rồng Fury. Sao mà chắc phải có con rồng giống giống con Fury đen nữa bạn. Mình thấy ở trên thông tin wiki á là nó có loại một con rồng Fury mà màu đen nữa. Chắc là giống giống kiểu Night Fury rồi. Con này thì giống với lại Light Fury á. Nó lượn nè, nhiều đã. Quá đã luôn, bùm một phát ha. Gần tới đất các bạn, mình chẻ ra thì nó sẽ lướt đi trên mặt đất luôn nè. Nếu mà gần tới đất nè, lướt đi một cái. Đó, quay tầm nhìn ra ha. Còn nếu mà cho nó cắm đầu xuống góc góc đứng này thì nó sẽ nổ luôn nè. Nổ một phát. Cái chiêu nổ này hình như có giới hạn đam rồi. Nó chỉ có 900 đam thôi à. Do mấy con rùa á. Hồi nãy là cũng 900 đam. Bây giờ nếu mà mình cộng thêm sức mạnh thử xem coi nó có lên được 1.000 đam không nha. Cũng cắm vô ngay con rùa luôn bạn. Lên nè. Cũng lên được thêm một chút ha. Nhưng mà cũng không mạnh lắm đâu. Chiêu cắn thường với lại mình thấy có chiêu phun lửa này là ngon nhất rồi bạn. Đây, phun lửa đã cự ly gần thì khi ở biến biến cái gió thì phun 40 mấy nghìn đam. Còn vô con Fairy hệ như trò này thì 80 mấy ngàn đam hả? Oh my god, quỷ diệt đây thôi. Còn nếu mà bay ở phía bên trên này thì có chiêu phun từ xa. Đó 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 đó, 1 ngày một hit thôi nhưng mà kéo nguyên 1 giây luôn á. Bắn từ xa cho nên đam nó không có cao bằng cái chiêu bắn lên đất ha. Mà kèm theo hiệu ứng là đóng băng, bị mù lò rồi bị sụp tôm, tấm chết hay sao. Đúng rồi, sụp tôm là thường là tấm chết bảo ha. Đó, nghe tiếng giống như điện như nước làm cho mục tiêu đi chậm như rùa luôn và còn tăng turbo nữa các bạn. Nhưng mà tăng turbo thì không nhiều lắm đâu ha, mình thấy tăng turbo đó nhưng mà tăng không nhiều. Còn mấy con này thì đi ra rất là nhanh đó. Rồi đây nè, thôi ơi quá đã luôn. Cắn thường một cái. Ok, qua phía bên khu vực phía bên sa mạc thử xem coi có con golem nào không nha. Mình sẽ cho nó thử đánh với golem và con này thì mình sẽ thử cho xuống nước thôi. Xuống nước thì dính dưới này luôn rồi. Chết không? Bây giờ làm sao cho nó lên? Cái kéo lên trên trên. Con này không có xuống nước được các bạn. Đó. Rồi, phía bên trên này hôm nay không biết có con golem nào không đây. Mình tìm mình chơi nó mới được. Mấy con này thì phải đá hả? Bắn nó đã tai quá. Bắn đã tai quá cho nên đi bắn hoài luôn. Ba con tô hả? Đây, mình thử các bạn thử thôi. Nếu mà bắn ở một cự ly thật là xa luôn thì xem mọi chúng không nha. Cao cao, trúng luôn các bạn. Vẫn trúng mà vẫn bị mất máu luôn. Và tăng turbo luôn kìa. Nhưng mà tăng turbo không nhiều đâu. Tăng máu thì nhiều, nhưng mà turbo thì không nhiều á. Và đi lượn vòng vòng xem có con golem. Đây các bạn. Có golem nè. Golem 8 mấy ngàn máu luôn, bắn thử đây. Sử dụng nguyên tố bắn như con golem không suy nhê gì hết các bạn. Ok, có 100 mấy đam thôi à. Nhưng mà bắn như con golem tăng turbo hả? Ấy chà. Nếu mà tăng turbo vậy có khi mình có thể thu phục được con golem luôn á chứ. Ok,
Bắn thử là nó xỉu không nha. Đây để mình spam chi bắn các bạn. Bắn nhiệt tình luôn. Kìa bắn à. Nó hả cái miệng nó ra các bạn. Hả cái miệng ra để bắn nè. Rồi golem này. Rồi mình nghĩ chắc golem này chết luôn trước khi nó xỉu quá. Để thử là phải không nha. Con golem hết 50% máu đâu bạn. Nhưng mà cái phần turbo của nó thì lâu lâu nó giật lên kìa. Lâu lâu nó bị giật turbo nó tăng lên nhiều á. Nếu mà mình bắn xuống dưới chân đó thì nó hết tăng turbo hay sao rồi. Đúng, quên. Con golem này phải bắn vô đầu nó các bạn. Trời, nãy giờ mình bắn vô trong người cái mà hàng gì. Đó, con golem này phải bắn vô trong đầu của nó giống như sử dụng cái súng canon á. Con này là con golem của Vanilla nè. Bắn ở trong đầu của nó thì lên turbo nhiều lắm. Đó. Nhưng mà hình như nó ra đây luôn à. Thôi, mình sẽ xuống phía bên dưới để mình phun cái nhiêu lửa các bạn khi mà mình đậu dưới đất ha. Đây 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 thử rồi. Quăng một đá gì nữa nữa. Đó, ôi ôi. Cái gì á? Sợ tâm golem hả? Chạy. Chạy. Ồ, đánh cái con sợ tâm 300 mấy, 600 mấy luôn hả? Máu của nó kìa các bạn, 400 mấy. Trời ơi. Nhưng mà hình như mình đánh được á. Đây đây, xuống dưới mình chơi đó coi. Hải khí hả? Đánh vô. Ồ, đây hải khí đánh không được. À được rồi nè, được rồi nè. À đánh được. Ồ, kéo 11 giây 1000 máu luôn các bạn. Tính ra con này cũng khắc chế với golem á chứ. Golem hãy bảo nè, thịt tôm nè, nó chuyển sang Lightning hả? Lightning mình đánh được không? Lightning vẫn đánh được luôn các bạn. Ồ, nó đổi nguyên tố nào mình cũng có thể đánh được nó luôn á. Máu của con quỷ này khủng khiếp quá. 450.000 máu. Nhưng mà vẫn chơi được. Mà sao con Fury này của mình, con Fury này của mình có khả năng kháng cự rất là tốt luôn các bạn. Ok, con Golem đánh chỉ có mười mấy đam một hit thôi à. Ôi, 11 đam các bạn. Không suy nhai con đệ tử của mình luôn. Chỉ có đội đúng một cái nón ở trong này thôi á. Mà cái nón hình như bị mất độ bền đi từ từ. Cái nón có thể bị hư á. Hư thì về sửa lại. Vậy là có giáp, em nó trở nên cứng cáp hơn rất là nhiều luôn á. Sau này mình có thể sử dụng để đi đánh với những con boss tiếp theo bằng con Fury này cũng được các bạn. Để tìm con Fury màu đen các bạn. Giống những con Night Fury luôn á. Con này chắc là phải đặt tên là Light Fury rồi. Hợp lý. Có một cặp Fury luôn là đẹp luôn á. Không biết mấy con Fury này mình có thể lai tạo được nó nữa không. Bữa nào sau này mình có thêm một con nữa bạn, mình sẽ làm thử nghiệm cho nó lai tạo thử là được không. Lai tạo được là mình sẽ có nguyên một đàn Fury con baby luôn á. Thêm một phát nữa. Ở lần cuối nè. Rồi ok, em nó đã ra đi luôn rồi. Và con này thì lấy phần đá của con golem không được đâu, cho nên là sẵn đây tiện thể các bạn có nè, mình sẽ lấy Ankylo ở phía bên đây để mình lấy luôn cái phần nè. Đập cho một phát. Ok, hoàn thành nhiệm vụ rồi. Đi vậy. Vậy là qua phía bên đây có thể đánh mấy con golem ở phía bên đây. Có được thêm mấy cái co nữa. Xem còn con nào nó đánh cho vui các bạn. Phía bên đây chắc hết rồi ha. Còn mấy con khủng là mặt ngô nè. Bắn cho nó một phát ra. Một phát. Bây giờ thì lên được, ôi 16 cấp nữa các bạn. Cộng thêm như thế nữa. Bây giờ thì cắm đầu thử một cái nữa nha. Xem có cái tăng đam không. Trên này thì cam nhân ngay mình cắm đầu xuống phía bên dưới. Đây. Bùm một phát. Cũng 1000 đam thôi bạn. Hồi nãy mình cắm vô con rùa thì cũng được 1000 đam á. Hình như nó bị giới hạn thì sao rồi. Cũng được 1100 nè. Bay lên trên cao một phát. Cắm xuống tiếp. Bùm một phát. Nó nổ ra. Ở trung tâm vụ nổ đó các bạn thì nó sẽ đam cao. Còn ở phía bên ngoài thì đam thấp lắm. Tấn công cành, cắn thường luôn. Và phun lửa một phát các bạn. Trời ơi, 30 mấy có khi 50 mấy ngàn đam các bạn. Nãy phun như con bờ te 80 mấy ngàn đam luôn. Quá khủng khiếp. Phía đây nè, Barranto hả? Barranto hải nước. Bắn từ xa luôn. Rỉa nè. Ôi, rỉa thấy tội luôn. Con Barranto gần như không có khả năng chống cự gì luôn. Quá dữ dội. Thôi, đem em nó về nhà thôi các bạn. Phép đã giận đã tay rồi. Thì đánh cực đã luôn. Đó, có thêm một siêu chiến binh nữa bạn. Siêu phẩm siêu chiến binh đó. Tìm thêm một con màu đen nữa. Đặt tên nó là Night Fury là hợp lý luôn rồi. Ok, em Kilo này hình chất về chỗ cũ đi á. Em này thì bây giờ mình không biết để đâu nữa các bạn, cho nên là để đại nó ở trong căn cứ luôn các bạn. Con này nhỏ các bạn, cho nên để trong này được nè ha. Đó, để ngay cái sẩm phía bên đây luôn. Đó. Như vậy trong tập ngày hôm nay các bạn, mình đã đánh hạ được một con siêu boss các bạn. Máu của nó rất là dữ dội luôn ha. Rất tiếc một cái là có con rồng fan của mình nó đã bị ra đi các bạn. Chỉ còn lại 3 nguyên tố thôi ha. Tứ đại nguyên tố bây giờ chỉ còn 3 nguyên tố thôi. Sắp tới mình sẽ lai tạo lại thêm một con nữa để cho đủ tứ đại nguyên tố bộ sưu tập của mình luôn. Và mình đã có được thêm một con siêu phẩm các bạn, Light Fury ha. Con này nè,
cộng thêm sức mạnh cho em nó nữa. Em nó hiện tại là bây giờ chỉ mới có cộng được 50 mấy điểm thôi bạn, mà đã mạnh rất là khủng khiếp rồi. Cộng cho nó lên mất chỉ số là chắc là còn ghê hơn nữa đó. Mình sẽ sử dụng em nó để cho những con boss sau này nữa các bạn. Còn bây giờ thì do thời lượng video của tập ngày hôm nay cũng dài rồi, cho nên mình sẽ tạm dừng tại đây thôi. Nếu các bạn cảm thấy thích những video của mình thì đừng quên cho mình xin một like cũng như một đăng ký kênh để mình có động lực nghiên cứu làm thêm những video tiếp theo cho bạn cùng xem nữa nha. Còn bây giờ thì bye bye.